Chúng mình bắt đầu tìm hiểu khái niệm đầu tiên nhé. Thuyết trình là gì? Thuyết là nói. Trình là trình bày. Hiểu đơn giản như vậy thì thuyết trình có nghĩa là trình bày một chủ đề cụ thể nào đó trước nhiều người. Trình bày trước nhiều người khiến ta khá là tự ti, thậm chí có những bạn nhút nhát và e dè. Đừng ngại điều đó, cứ mạnh dạn lên, con sẽ làm được. Thậm chí khi đưa ra những lý lẽ thật lớn để bảo vệ cho ý kiến của mình, người ta còn gọi là hùng biện. Bên cạnh giữa phần thuyết trình thì ta có thêm phần tranh luận. Vậy tranh luận là gì? Tranh luận là sử dụng những lý luận để diễn đạt ý hướng tới điều đúng hơn. Tất cả những điều đúng hơn này để vì một lợi ích chung. Con sẽ đưa ra một ý kiến để tất cả mọi người cùng thuyết phục chung cho một chủ đề, chung cho một lợi ích. Vì thế, tranh luận sẽ khác hoàn toàn với tranh cãi. Và đừng để tranh cãi lấn át phần tranh luận, bởi vì chúng ta đang cần đưa ra một lợi ích chung. Các con nhớ nhé. Để có được phần tranh luận hay phần thuyết trình thật cuốn hút thì điều kiện cơ bản của các con cần có. Có 3 điều kiện sau. Thứ nhất, con phải hiểu biết về vấn đề được thuyết trình và tranh luận. Các con có thể tìm hiểu nhiều nguồn thông tin để có được hiểu biết này. Con có thể hỏi ông bà, cha mẹ, con có thể trao đổi với bạn bè, thầy cô, con có thể đọc sách báo, tìm hiểu trên truyền hình và một kênh thông tin rất phong phú cho các con bây giờ, đó chính là mạng Internet. Hãy tìm hiểu dưới sự giám sát hoặc cho phép của bố mẹ con nhé.